Oh, em chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đến với quà Nhật Bác nhé. Tôi có clip nào em lên cho bác một con Panasonic VAT nhé. Mã hiệu của nó là SRFD109 nhé. Con này thì tôi hình thức ở đây trên này một tí này không thành vấn đề đâu nhé. Hình thức này con này hình thức khá là đẹp nhé. Con này đời cao rồi, 219 các bác này. Còn cứ 219 là đi có mã QR quét nhé. Đấy này các bác yên tâm. Đấy, con này điện 100V thứ nhất là 1110W nhé. Đấy. Đây đây, không bị bể vỡ nhưng mà thật sự rất là đẹp quá nhé. Đấy. Khá đẹp. Đẹp nó vặn. Cái màu này màu mận cũng đẹp nhá. Thì các bác nhìn thấy cái bên trong này. Cái rong nhá, hàng chưa vệ sinh gì đâu, rong xanh ngắt luôn nhá. Đấy, nói chung phải lau những cái này thì lau chùi qua một xíu là sạch nhá. Đây. Góc kia đây, cài rất đẹp nhá. Đây. Bên trong lòng nồi nhá, lòng nồi con này đẹp thật sự luôn. Đây em nhá, lòng nồi này. Đấy nhá, lòng nồi nhá. Rất là đẹp con này. Đấy, đốt đã xong còn chưa quá cơ. Bên trong này. Này nó cơm rất là ngon các bác nhá. Đấy. Mà nếu có những còn viên biếc nó còn nguyên nhá. Còn hèm bao ok cho các bác nhá. Bác nào lấy cái này thì em để bác với giá là 900.000 các bác nhá. 900.000. Chuyển khoản lên sẽ bác ship cho các bác nhá. Đấy. Rất là ok. Này người nó ốm này. Hơi khó chịu các bác nhá. Đấy. Này các bác nào đi ra đường nhớ mặc ấm vào nhá. Đây lên một cân một xíu này cũng để nhá. Đấy. Còn này có hiển thị giờ nấu này. Đấy. Có cái số các bác nhận là có hiển thị thời gian này. Để bác nào chốt được thì bác liên hệ với em nhé, 0983 329 7755 cho em với nhé. Cảm ơn các bác xem clip của em nhé. Em chào các bác. Hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé.